Gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất ngày càng rẻ, ngày càng rẻ. 1 tỷ anh em chỉ kiếm được khoảng 3 đến 5 triệu một tháng mà thôi. Với cái lãi suất nó rẻ như thế này thì rất rất nhiều người sẽ trong thời gian tới có thể là một làn sóng rút tiền từ ngân hàng ra để đi đầu tư vào đất Bởi vì đất là lúc này là lúc rẻ nhất trong 5 năm trở lại đây. Có thể là năm nay hoặc là cuối năm hoặc là sang năm 2024 thì có thể là một trào lưu rút tiền đầu tư vào đất là có thể. Cho nên là anh em nào mà đã nghe được cái video này cũng như là có ý tưởng đầu tư bất động sản thì chúng ta nên tìm hiểu từ bây giờ và xuống tiền mua đi là vừa. Có thể đây là cái thời điểm mà anh em bắt đáy, anh em bắt đáy rất là tốt. Khi mà lãi suất ngân hàng nó đã giảm sâu ấy, người dân một cái phong trào một hay là còn gọi là một cái trào lưu rút tiền ra để đi đầu tư bất động sản ấy, thì giá đất bất động sản có thể nó lại lên. Không biết thế nào. Đây là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Hy vọng rằng là anh em sẽ có những cái phân tích, có cái nhận định làm sao để chúng ta có những cái đánh giá, cái đầu tư tốt nhất cho mình. Thật sự ra rằng là lãi suất ngân hàng nó là một trong những cái yếu tố làm cho giá bất động sản lên hay là xuống. Bạn có thể thấy rằng là cái thời điểm mà giá lãi suất ngân hàng nó tăng cao ngất ngưởng lên thì bất động sản không bán được và phong trào mang tiền đi gửi ngân hàng. Và tôi cũng hy vọng rằng là khi mà lãi suất ngân hàng nó tụt như này, nó gửi tiết kiệm nó tụt sâu như thế này và có thể nó tụt sâu nữa chẳng hạn như thế thì lại nhiều anh em lại rút tiền mang đi đầu tư bất động sản thì lại bất động sản nó lại dập dịch nó lên giá. Hãy mua sớm đi, mua sớm để có mua được cái vị trí đẹp và giá rẻ và sau này đỡ phải tranh nhau khi người ta nhiều người rút tiền ra mua đất quá thì anh em lại tranh nhau để mua. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của chương ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo.